sóng chưa tan sau đợt áp thấp, nhưng hàng trăm ngư dân hành nghề truyền thống ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn đã vượt sóng ra biển khai thác hải sản. Trước và sau mỗi cơn bão áp thấp nhiệt đới, hải sản tìm về vùng biển ven bờ tránh trú, tìm kiếm thức ăn. Thời điểm này, khai thác hải sản vừa nhiều cá tôm và được giá. Ôi, vậy đó, nhưng mà lưới đánh không đáng đâu, im trời quánh đáng đâu. Nhưng mà bổ lộ quánh đáng. Bổ lộ im trời là đâu quánh đáng. Chứ có đài là coi như là màu đăng là đi cái mùi tia là cái gió trong tâm rưỡi ngon. Có thầu thầu này. Còn bữa nay mà bữa nay là coi như là hơi thầm ngon bình thường. Còn hậu đáng là hơi thầm rưỡi. Thời tiết biển nguy hiểm, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo. Thế nhưng, nhiều ngư dân vẫn chủ quan ra khơi khai thác và đã có những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Con này gần bờ cứ đi vô hồi sáng gió không kịp bị tai. Lớn thì nhỏ nghề nhưng mà lớn nó dài là cái đồ quánh rồi đó vào như gặp hào như sáng gió cái đồ. Cái không kịp, lớp gió kém kịp. Trong cái mùa mưa bão thì đơn vị cũng đã cử các tổ đội công tác của địa bàn xuống phối hợp trực tiếp với các thôn xóm là tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân là không tự ý, không vì cái cuộc sống mưu sinh bất chấp cái thời tiết nguy hiểm. Quảng Ngãi đang bước vào mùa mưa bão, chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng cần tuyên truyền, cảnh báo, cập nhật thông tin thời tiết cho ngư dân và có biện pháp kiên quyết xử lý nhằm ngăn chặn ngư dân ra biển khai thác khi có bão, áp thấp nhiệt đới, để không xảy ra các vụ tai nạn đáng tiếc.